Chào mừng các bạn đến với Đức Kính News số đầu tiên của 23 Creative. Tôi là Đức Kính và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin rất nóng hổi trong tuần vừa qua. Different Heaven không hiểu anh ta đang vi vu một cái thiên đường nào đó mà quên mất làm visa. Huỳnh Hữu Nghĩa, đội trưởng của NextGen đã phải đăng cái dòng tâm trạng trên Facebook: lạy anh +1 nhanh dùm em. Và có lẽ chúng ta nên hy vọng rằng Different Heaven giải quyết nhanh vấn đề này để giúp cho NextGen vươn mình ra khỏi khu vực. Tin vui cho những bạn trẻ đang chơi hát Dota 2 ở Việt Nam, giải đấu Gengar Gaming với tổng giải thưởng lên tới 40 củ khoai, ý lộn 40 triệu đồng sẽ là một điểm nhấn trong tuần sắp tới. Và tôi nghe giang hồ đồn thôi, có một cái đội game cực kỳ hủy diệt sẽ tham gia giải đấu này và liệu Duy Nam có giành được 5 triệu dễ nhất đời mình hay không? VEO đã công bố những thông tin chính thức về Boston Major, giải đấu Major tiếp theo ngay sau TI6. Với sự tổ chức chuyên nghiệp tới từ pgl, chúng ta sẽ cùng chờ đợi một giải đấu cực kỳ hoành tráng. Cùng với đó, gà béo được dịp hút máu với Battle Pass. Và các bạn biết tôi muốn gì rồi đấy. Seth Armour. Seth Armour. Imperial đã xuất sắc dẫn đầu vòng loại khu vực châu Âu của WESG. Họ vượt qua những tên tuổi lớn như Alliance, Horde và với những chiến thuật dị như Centao Carry hay Sniper Dimit. Họ đã thực sự khiến cho chúng ta cảm nhận được một hình bóng của Wings Gaming thứ hai. Nóng nhất trong tuần qua có lẽ là vụ bê bối Isama bóc phốt Poppy và tổ chức Secret, quản lý ăn chặn tiền lương, quản lý ăn chặn tiền thưởng, dẫn gái đi theo khi thi đấu và một người đội trưởng luôn luôn giả tạo cho ống kính. Và câu nói thường xuyên của Poppy vẫn là đánh nhau không, mỗi khi anh ta không thể nào cãi lại cái lý của Isama. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu rằng có những lời phân trần và có những sự bất ngờ nào được bật mí tiếp theo. Dream League đã chính thức được khởi tranh với sự xuất hiện của Miracle, giải đấu đang thu hút được khá nhiều những sự quan tâm. Tuy nhiên, ngay trong vòng ra quân, Miracle đã thất thủ 2-0 trước TVP với một màn trình diễn không thể tệ hại hơn. Và liệu Huyền Diệu có còn bán phép màu? The Summit 1/6 cũng đã công bố những cái tên sẽ được mời trực tiếp, đó là OG, EG, DC và Wings. Những đội game đình đám nhất thế giới cho thấy được cái sức ảnh hưởng của The Summit. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những màn phỏng vấn trong bồn tắm, những trận đấu hấp dẫn. Đừng quên đón xem trên 23 Creative. Vâng, những cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Newbie đã cho cả thế giới thấy điều đó. Họ đã mua hào, mua mù của Tông Phu, vô địch TI4. Và rồi, bây giờ khi mà hào với mù giải nghệ, họ mua cả Tông Phu về để giải trí. Mình giàu thì mình cứ mua thôi. Và vừa rồi là phần điểm tin của 23 Creative. Tôi là Đức Kính và chúng ta sẽ cùng đến với nhau trong những số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.